Xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Hành Trình Văn Hóa ngày hôm nay cùng với Sivin Trạng Phúc. Quý vị ơi, hôm nay thì Sivin được chương trình mời đi trải nghiệm một nơi rất là tuyệt vời, nơi mà vừa có tính chất văn hóa, vừa có tính chất nghệ thuật mà còn có cái gì đó rất là lịch sử nữa. Mà nói như vậy chắc là quý vị nghe là biết ngay rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây, ai cũng có thể nghe nhạc theo cách của mình, có thể dừng xe bên đường hay chọn cho mình một góc quán quen để thưởng thức. Chào anh, chào em. Trời ơi, quý vị khán giả ơi, hôm nay Sivin phải nói rằng là Sivin Trạng Phúc rất là vui. Sivin được gặp một người mà Sivin được nghe nhạc từ năm lớp 1, lớp 2 tới giờ luôn đó quý vị. Anh ơi, anh cho em ôm anh một cái được không? Ok. Trời ơi. Một cô bé rất là dễ thương. Mọi người ơi, cuối cùng em đã được ôm một trong số những thần tượng âm nhạc của em. Trời ơi, nãy thì em cảm thấy là em được xem chương trình anh biểu diễn và em có nghe anh hát một bài hát rất là hay, bài hát gọi là hát về anh. Cái sân khấu nó rất là gần với khán giả luôn, em có cảm giác là bất cứ khán giả nó có thể chạy lên một phát là ôm anh luôn á. Anh có thể nói cho em giống như là cũng như là chia sẻ với khán giả là khi mà anh hát như vậy và khoảng cách giống như rất là gần với tất cả các khán giả như vậy mà mình hát trước cửa, trước cổng của nhà hát lớn, cảm xúc của anh Hùng đó là như thế nào ạ? Phải nói là anh luôn luôn có một cái tình yêu rất là lớn đối với thành phố. Cho nên là những chương trình này là những chương trình mà vô cùng ý nghĩa. Những chương trình cộng đồng đưa nghệ thuật đến với khán giả gần hơn. Và trong cái không khí buổi sáng chủ nhật mát lành như vậy mà khán giả vừa đi tham quan thành phố mà vừa được cảm nhận các chương trình nghệ thuật, thì đó là một cái điều anh luôn cảm thấy là vinh dự và mong mỏi được chia sẻ và phục vụ khán giả thân thương của mình. Anh làm nghề được 20 năm rồi, nhưng mà mỗi lần mà đứng ở nhà hát thành phố thì cái cảm giác nó vẫn như ngày đầu tiên. Nó vẫn có những cái cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng, một chút xúc động nữa. Bởi vì nơi đây là một cái dấu ấn mà chắc hẳn ai tới thành phố cũng sẽ phải đặt chân đến đây để chiêm ngưỡng, để check in. Thật sự anh nói những cái câu này ra khiến cho em cảm thấy rất là đúng vậy, chúng ta biểu diễn bởi vì chúng ta có những người yêu thương chúng ta và muốn nghe chúng ta và vì khán giả đúng không anh? Đúng rồi. Đó là thứ mà khiến cho trái tim của một người nghệ sĩ luôn luôn bốc cháy. Hôm nay em được là một trong số những khán giả đứng ở dưới và xem chương trình diễn cùng với cả một ekip đoàn văn công quân khu 7. Và em cảm thấy là thật sự rất là nể phục mọi người, từ những cái gọi là cái múa, từng cái động tác cho đến những cái phần hát và phần bè rất là tuyệt vời. Hôm nay chị có thể cho em xin biết là chị tên gì được không? Chị có thể chia sẻ với khán giả của chương trình Hành Trình Văn Hóa là chị tên gì được không ạ? Chào bạn, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình công tác tại đoàn văn công quân khu 7. Lúc mà đứng ở dưới xem á, thì em cảm thấy rằng khoảng cách mà các anh chị biểu diễn trên sân khấu và khoảng cách với khán giả nó không có là bao nhiêu hết á. Em có cảm giác như là dễ dàng có thể đưa cái tay ra một cái là bắt một cái tay của ai đó lên luôn á. Thì không biết là cái cảm giác của chị Chi khi mà mình đứng và mình biểu diễn như vậy và gần với khán giả như vậy, thì mình có cảm giác gì hả chị? Khi mà chúng tôi biểu diễn ở cái như, gần như vậy thì chúng tôi cảm giác nó rất là gần gũi và rất là thân thương ạ. Thì cái cách mà chúng tôi biểu diễn và truyền đạt các ca khúc đến cho quý vị khán giả, nó vừa gần gũi, nó vừa thân thương và mọi người lại càng nhớ nhiều hơn nữa. Thật là tuyệt vời chị ơi. Chị có thể cho em hỏi một cái này nữa là khi cái cảm giác của chị khi mà được đứng ở một cái nơi mà mang tính chất vừa
vừa đại diện cho một cái gì đó liên quan đến nghệ thuật, vừa đại diện cho một cái sự liên quan đến lịch sử nhà hát lớn. Cảm giác của chị là như thế nào ạ? Như bạn xem chương trình buổi sáng nay, bạn đã thấy là chúng tôi biểu diễn rất là sớm, 7-8 giờ sáng. Yeah. Thì thông thường những ngày mà thứ bảy chủ nhật là yeah. mọi người được nghỉ làm mà, cho nên mọi người sẽ ngủ trễ, xong sau đó họ mới thức dậy và họ làm tất cả mọi việc. Nhưng mà khi chúng tôi biểu diễn ở nơi đây vào ngày thứ bảy chủ nhật, vào ngày nghỉ, nhưng mà lượng khán giả tập trung ở nơi đây từ rất sớm và rất là đông ạ. Thì khán giả thậm chí còn đến sớm hơn cả diễn viên chúng tôi nữa ạ. Và điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là háo hức trong buổi biểu diễn. Và khi mà chúng tôi được biểu diễn như vậy, mang lời ca tiếng hát, đặc biệt là những bài ca Đi cùng năm tháng, những ca khúc truyền thống cách mạng biểu diễn phục vụ cho quý vị khán giả, thì đó, đối với chúng tôi, đó không chỉ là tự hào, là vinh dự nữa, mà chúng tôi thật sự muốn đem âm nhạc cách mạng, âm nhạc truyền thống đến gần hơn đến quý vị khán giả, để từ đó mọi người có thể hiểu được, nhớ được và mọi người yêu dòng nhạc này hơn, yêu quê hương, yêu đất nước của mình hơn. Em không hề ngờ tới việc ngày hôm nay là khi em đến với nhà hát lớn và em được xem một chương trình như vậy, em được chứng kiến tất cả cái gọi là những cái tràng pháo tay của tất cả khán giả dành cho tất cả mọi người. Và em cảm thấy là trong trái tim em cũng được đốt lại một ngọn lửa đam mê với âm nhạc. Em xin cảm ơn chị Lan Chi rất là nhiều về tiết mục biểu diễn của chị của ngày hôm nay và của cả Rà Văn Công 07 nữa. Em có thể ôm chị một vái được không ạ? Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh từ bao đời luôn là nơi kết nối giữa niềm đam mê và nghệ thuật, không chỉ mang trên mình giá trị văn hóa, mà nơi đây với hơn 120 năm lịch sử hình thành và phát triển, được xem là một trong những nhà hát lâu đời của thành phố, mang đậm nét kiến trúc Tây Âu. Qua nhiều lần sửa đổi đến nay, nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được những nét độc đáo riêng của mình. Nơi đây, chúng ta có thể thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật có giá trị cao, là điểm hẹn của những sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Chào các em. Ngồi dưới mà chị xem các em tập luyện giãn cơ rồi tập lại các bài ấy, chị cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Các em đều nhìn rất là trẻ mà đồng thời lại rất là tài năng. Cho chị hỏi một chút xíu, có phải đây là lần đầu các em diễn ở nhà hát lớn không? Yeah. Đây là lần đầu. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của các em. Yeah. Em có, em thì được diễn một vài lần rồi, nhưng mà lần này là lần đầu tiên em được vào một vai solid. Em là vai chính? Dạ. Wow. Solid 2-3 thôi chứ không phải là solid 1 ạ. Dù sao thì dù là solid đi chăng nữa thì chúng ta đều phải làm việc rất là cực lực, đúng không? Yeah. Chị xin chúc mừng em điều đó. Yeah, cảm ơn. Chị cảm ơn em. Chị muốn hỏi thêm với các em rằng là năm sau thì hai em tốt nghiệp, vậy thì đêm nay là đêm đầu tiên của các em diễn. Cái cảm giác của mình đứng trên nhà hát lớn lần đầu và diễn cho tất cả khán giả nó là như thế nào? Dạ, khá là hồi hộp. Và
tụi em cũng sẽ phải cố gắng hết sức để hoàn thành được tốt cái vai của tụi mình và sẽ đem đến cho khán giả được tất cả những gì mà cái cảm xúc tốt nhất về cảm nhận về cái tiết mục vở này. Hôm nay thì chị sẽ chúc các em rằng là có một buổi biểu diễn thật là xuất sắc. Quan trọng hơn hết là khi các em diễn được, các em diễn bằng cả cảm xúc và trái tim của mình. Mọi thứ đều đang bốc cháy, rực cháy. Thưa quý vị khán giả, còn điều gì phải nói nữa ạ? Xin biết là quý vị đang ngồi nhà một mình và đang xem, hoặc cũng thể là cùng cả gia đình nữa. Nhưng mà chúng ta hãy cùng vỗ tay cho các bạn trẻ này được không ạ? Tình yêu dành cho nghệ thuật luôn cần cái đôi để nuôi dưỡng và chắp cánh. Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mãi là bầu trời nơi hàng vạn ước mơ được bay cao.